Xin chào bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Nook Studio ha. Thì video trước tôi hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ chèn cái notepad vào đây, sau đó chúng ta sẽ nhập những cái đoạn video vào đây ha. Thì video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tới cái phần mà tìm hiểu các nút đây nè ha. Các nút thao tác, các nút này trên cái cửa sổ video đây ha. Đây là những cái nút này là cái gì đây? Rồi. Thì đây là cái cửa sổ video chúng ta hiện tại có tên là video 1, thấy chưa? Trên cái tab video 1 đây. Thì đây chính là video 1 ha. Rồi. Thì bây giờ bạn muốn hiển thị trên cái nội dung notepad nào thì bạn click vô trên cái notepad đó, nhấn phím tắt là số 1. Đây. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên cái phông nền này đi, trên cái nền đường này đi cho có dễ ha. Rồi. Thì đầu tiên thì bạn sẽ thấy hình cái phần mà thật ra thao tác trên cái vùng viewer này tôi hướng dẫn các bạn rồi. Bên cái phần mà phần 1 á ha, tôi hướng dẫn rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Đầu tiên thì bạn muốn cái đoạn video đây chính là cái thanh timeline nè. Hiện tại đây là đang ở vị trí là 1 frame. Ở cuối đây là cuối cái frame ta là 70 frame ha. Đó. Rồi bạn muốn phát cái đoạn video này ha, hay là một chuỗi ảnh gì đó thì bạn nhấn nút play đây nó phát. Đây là phát tới nè. Ha, nhấn đây là phát tới, còn đây là phát lùi nè, bạn lít thử. Thì lần đầu tiên bạn phát thì nó sẽ thực hiện cái việc chạy cái bộ nhớ RAM nó hơi chậm ha, chạy cái cam cam này nè. Nó hơi chậm, còn lần sau thì nó không cần chạy render nữa mà nó chỉ chạy thẳng luôn thì rất là nhanh. Thấy chưa? Cái đoạn video ngắn tôi chỉ có 70 frame thôi. Tương dây là 24 frame một khung hình. Xin lỗi, 24 khung hình trên dây. Rồi. Bạn nhấn vào cái nút đây là stop để dừng lại. Hoặc là bạn nhấn đây để phát lùi. Ha, nó phát lùi. Nó cho phát lùi. Còn mong muốn stop thì nhấn lại đây thì tạm dừng. Rồi, đây là cái tới. Đây là cái lùi. Hai cái này nó sẽ ngược nhau và đối xứng nhau ở giữa. Còn cái vị trí con chỗ chuột bạn đang ở khung hình thứ mấy thì đây nó sẽ hiển thị. Và đây nó cũng hiển thị luôn là số 41. Ha. Tổng cộng chúng ta sẽ có số 70 là đây, 70 đây. Còn số bắt đầu là số 1 đây, ha, số 1 đây. Rồi. Thì kế bên đây nó sẽ có cái nút là đi tới một frame ha. Go to next frame á là đi tới một khung hình. Đích một cái thì nó sẽ tăng lên một khung hình từ 42 lên số 43, 44. Ngược lại thì đây nó sẽ có số giảm khung hình, đích một cái là 43, 42 ha. Rồi. Tiếp theo đây nó sẽ có cái nút tới một cái hình cái chìa khóa, đây là chính là cái chìa khóa cây frame á. Đích một cái thì nó sẽ tới cái cây frame, mà do hiện tại tôi chưa có cây frame nào nên nó nhảy xuống cuối video luôn ha. Ngược lại thì bằng đích đây nó sẽ nhảy tới cái cây frame đuôi lại ha. Rồi, tiếp theo sẽ có cái nút này. Nút này là sẽ đi đến cuối cùng của cái đoạn video chúng ta, là cái khung hình số 70. Ngược lại thì đây nó sẽ có cái nút đích đây nó sẽ đi tới đầu cái đoạn video chúng ta, là đang ở video số 1, khung hình số 1, frame 1 ha. Còn ở đây nó sẽ có hai cái chữ Y với chữ O. Đây là chữ Y là điểm đánh dấu vào của video chúng ta, còn chữ O là điểm đánh dấu kết thúc cái vùng phát, cái vùng ren á ha, là cái vùng phát cái video của chúng ta. Nghĩa là giả sử như tôi đang để khung hình tại khung hình frame số 20, tôi nhấn đây chữ Y thì nó sẽ cắt cái khúc đầu bỏ, nó chỉ phát từ khung hình số 20 thôi ha, có gần gạch màu đỏ xuống. Rồi tôi muốn phát tới khung hình số 40, tại đây tôi đang nhấn phím O thì nó chỉ phát từ khung hình từ số 20 cho đến cái khung hình số 40 thôi ha. Chỉ phát dòng trong đây thôi, nội dung trong cái khu vực này thôi. Còn bên phía ngoài thì nó sẽ bỏ. Tôi nhấn nút phát cho bạn xem. Bạn thấy chưa? Nó chỉ phát từ 20 tới 40 thôi. Nó rất đơn giản. Bạn muốn bỏ cái việc đánh dấu thì nó có nhiều cách lắm. Một là bạn click đây cho nó nhanh. Ha, click đây cho nhanh. Hoặc là bạn, để tôi nhớ không làm là click chuột phải. Click chuột phải hay gì đó. Nó sẽ có cái, tôi quên cái nút là nhấn click chỗ nào đó. Nó sẽ có thao tác là xóa những cái vùng IO này. Bạn click vô đây thì nó sẽ tạm ẩn thôi ha. Click vô biểu tượng này thì nó tạm ẩn cái vùng ren thôi, bỏ vào chế độ ren. Nhưng mà để muốn xóa luôn những cái ren đó thì tôi nhớ không làm là nó sẽ có cái chức năng mà tôi quên rồi, hình như là đâu trên đây hay là gì đó. Những cái nút này là xong rồi. Ở đây nó sẽ có thêm cái số 12 này, là mỗi lần bạn click thì nó sẽ tự động chạy tới 12 frame. Giả sử tôi đang ở 40 đúng không, click một cái thì nó sẽ chạy tới số 52, từ 40 lên 52 là 12 frame. Bạn có thể thay đổi cái số này cũng được, nhập số 10 cũng được, thì click một cái là 10, 50 lên 60 ha. Di chuyển nhanh thôi. Những cái này thì để sau đi. Đây là phần capture là quay nè, quay cái vùng viewer. Bạn muốn quay lại cái đoạn video bạn đang phát á, để bạn chia sẻ cho người khác thì click vô đây, capture đây. Này là khóa lại. Còn này hiển thị cái vùng ren ta, cái khu vực phát. Đây là số khung hình cuối cùng, đây là số khung hình đầu tiên. Còn ở đây là cái cách nó phát ha, mặc định 4 cái. Thì cái repeat là nó sẽ phát hết, sau đó nó sẽ lặp lại. Tôi bao là nó sẽ phát, sẽ bị dội lại. Thật sự như tôi bật cái vùng frame cho bạn thấy thì tôi phát từ vùng từ cái phần 20 tới 40 frame thôi ha. Thì đây thì chọn repeat nè, khi nó phát hết thì tự động nó sẽ lặp lại.
hay cho nó sẽ lặp lại liên tục hoài luôn, repeat lặp lại. Tiếp theo nếu từ chọn bao là khi nó tới cuối cùng thì nó sẽ dội lại. Giống như bạn chơi bóng đánh bóng bàn nha, chúng thì nó sẽ dội lại. Dội chúng tường, bạn chọn giúp anh vô tường, chúng thì dội lại rồi tới lui vậy đó. Ha. Tiếp theo đó là pause, cái này stop là khi nó phát hết cuối cùng cái rank thì nó sẽ dừng. Tới đây nó sẽ dừng ha. Phát đến cuối cùng nó sẽ stop lại. Cái cuối cùng là continue, nghĩa là nó sẽ phát cuối cùng và nó sẽ tiếp tục luôn chứ nó không dừng. Bạn thấy chưa? Nó tiếp tục cho đến cuối luôn hoài luôn nè. 70 frame mà nó cứ phát tới 100 mấy chục frame luôn. Nó cứ phát hoài đó, không bao giờ dừng. Khi nào bạn nhấn stop đây nó mới dừng thôi. Mặc định phần mềm thì chọn là repeat ha. Rồi bên tay trái thì đây nó sẽ có số, thì chọn ở đây nó sẽ có cái logo làm chọn cái cách hiển thị cái vùng RAM chúng ta, hai cái vùng timeline đây. Logo là bình thường, input là theo cái dữ liệu vô bạn nhập vào là vào. In out là theo cái vùng đánh dấu in out ha, đây là in nè, đây là out nè, từ 1 tới 40 nè. Đó, tự động nó kéo giãn ở visible là theo cái vùng hiển thị. Bạn có thể sử dụng con lăn chuột, con chuột giữa bạn lên trên đây bạn lăn ra. Lăn thì nó sẽ giãn cái khung hình ta ra, kéo về phía sau để thu hẹp lại. Ha, rất đơn giản. Ở đây thì cách hiển thị mặc định thì đang hiển thị dạng khung hình là timeline frame, chữ tắt là chữ TF ha. TF là chữ F đây, timeline, F là frame. Thì thông thường nếu bạn làm việc trên cái các node thì bạn sẽ thường chọn cái chế độ hiển thị là timeline frame. TF ha là cái hiển thị dạng khung hình đó. Ha, giả sử như đây là 40 khung hình trên xuống 40 khung hình thứ 40 frame á. Còn nếu mà thường làm việc trên cái sequence này nè thì ngược lại, trên cái tab sequence này thường ta làm việc trên cái phần mà time code là theo thời gian ha, thời gian là giờ, phút, giây, bao nhiêu khung hình như thế này nè, các số 0 như thế này ha, lưu ý. Còn nếu ta làm việc bên nó graph thì ta sẽ chọn chế độ là TF. Rồi tiếp đây là bao nhiêu khung hình trên giây, thì cái video của chúng ta thì thông thường mặc định cái sequence cái curve này nè nó sẽ tạo cho chúng ta là 24 khung hình trên giây. Bạn có thể là tùy chỉnh thêm những cái khung hình cao hơn thì bạn chọn dưới đây, hay là thấp hơn thì trên đây. Mà thông thường ta sẽ chọn cao hơn từ 24 cho tới 50 ha, cao nữa là 60. Rồi rất đơn giản ha. Ở trên đây là cái vùng phát đây, ở đây nó sẽ hiển thị được cái độ phân giải nè, full độ phân giải HD là 1280 x 720, chiều rộng và chiều cao HD 720 ha. Còn vị trí chỗ chuột bạn đang ở vị trí nào thì nó sẽ hiển thị cái màu của cái vị trí chỗ chuột bạn, thì cái màu nó sẽ có cái chữ RGB dưới đây nè. Bạn sẽ nhìn kỹ vị trí này ha, màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh dương. Thấy chưa, ba hệ màu RGB, màu đỏ xanh dương và màu xanh lá cây xanh dương, và thêm một cái màu trắng này nữa. Còn ở đây là cái hệ màu RGB, còn ở đây là cái tọa độ XY nè ha. Chúng nhìn chỗ này X nè, Y nè, tọa độ XY là bao nhiêu nè ha. Đó thì cái góc tọa độ nó tính từ đâu, góc tọa độ tính từ đây nè, đây chính là bằng không, hướng lên thì tương tự như toán học ta học thôi. Góc tọa độ bằng không đây, hướng lên đây là trục X, hướng lên trục Y số dương, còn hướng qua phải này là trục X số dương ha. Nó tại vị trí này lại bạn thấy y bằng không rồi ha, x bằng 308. Rồi ở đây thì nó có sẽ thêm hệ màu là HSL đó, HSL. Thật ra cái HSL đó là không phải HSVL ha, có cái hệ màu HSV đó nữa. Rồi nó thì chuyên về phần mà chỉnh màu sắc rồi, tới có thời gian ta sẽ hướng dẫn sao ha. Đây là những cái con số đây. Rồi lên tới phía trên thì chúng ta sẽ có những cái này, chúng ta tùy chỉnh cái độ sáng tối của cái video chúng ta đây. Chỉ là chúng ta chỉnh khi chúng ta thao tác, ta nhìn thôi, chứ không phải là thực hiện cái việc mà dàn những cái nốt chỉnh màu để sau này chúng ta xuất video ha, không phải. Này chúng ta chỉnh trên cái cách chúng ta nhìn thôi, nhìn cái vùng video này thôi ha. Trên đây nó sẽ có, khi bạn lít qua tay phải thì cái hình ta nó sẽ sáng lên ha. Đây sáng lên, kéo tay trái thì nó sẽ tối lại ha. Thì cái này nó chuyên sâu thì các bạn cứ hình dung, mà các bạn nào đã chụp hình bên chiếc ảnh thì cứ hiểu đây chính là cái khẩu độ ha. Khẩu độ số càng lớn thì nó sẽ càng sáng đây nè, 9.5 càng sáng nè ha. Kéo bên tay trái số nhỏ thì nó sẽ càng tối, tối cái đoạn video chúng ta. Muốn qua về mặc định thì bạn lít vô cái chữ màu đỏ này. Thấy chưa? Tương tự như đây chúng ta sẽ có chữ Y là viết tắt của chữ Rama hay gì đó. Kéo tay phải thì nó sẽ sáng lên, kéo tay trái thì sẽ tối lại. Lít vô đây qua về mặc định. Ở trên đây nó sẽ có những cái phần mà kênh hệ màu nữa, cái phần này rất là khó. Tương đối là khó thôi, thì chúng ta phải có thời gian ta tìm hiểu. Mà đại khái bạn sẽ biết là nó sẽ phân theo non là không, RGB là theo hệ màu đỏ xanh lá xanh dương, RGBA là theo hệ màu đỏ xanh lá xanh dương, là kênh alpha ha. Kênh alpha là gì thì chúng ta cứ tạm biết vậy thôi. Rồi đây là các chuẩn màu của phim nè ha, bạn nào đã làm phim thì biết là cái các chuẩn phim á, để bạn áp màu lên nè. Đây nó sẽ để sẵn bạn là một ba chế độ nè thông dụng, sRGB hay là Red 709 hay là Red 1886 ha, ba chế độ. Còn ở đây là cái việc mà so sánh hai nốt thôi.
Thì so sánh là giả sử như giờ hiện tại tôi đang có một cái vùng nhìn là số 1 đúng không? Từ cái RIG 4, tôi thêm cái chọn RIG mở số 1 đây, tôi sẽ thêm số 2. Thì đây nó sẽ là số 1 và số 2. Tôi muốn so sánh hai cái vùng nhìn này thì làm sao? Thì trên đây tôi sẽ có nè. Đây là tôi chọn, giả sử tôi chọn đây là RIG 4. Ở đây, xin lỗi, đây chọn RIG 1, RIG nào cũng được. Bạn chọn hai cái RIG 1, cái RIG 4 ha. Sau đó bạn chọn cái cách hiển thị là dạng sweep. Nên là so sánh hai bên, nó bên tay trái và bên tay phải. Thấy chưa? Đó, mình so sánh hai video như thế thôi. Cái tay trái tay phải hiển thị thôi ha. Còn đây là cái cách nó chồng mà cái cách hòa trộn lên nhau blend á. Ở phía dưới nè, over là phía trên, under là phía dưới ha. Nó cách hiển thị thôi. Rồi thì này ta nói thêm đây. Rồi thì bạn muốn xóa thì click vô đây, chỉ để hay một vùng nhìn thôi, số 1 đây. Rồi. Tiếp theo bên đây thì nó sẽ có số tùy chọn là mặc định cái chúng ta đang xem ở tỷ lệ 50% ha. Bạn muốn phóng to nữa thì bạn sử dụng con lăn chuột lăn về phía trước thì đây nó sẽ tăng lên là 120%. Bạn lăn chuột về phía sau thì thu nhỏ là 40%, 41%. Hoặc là bạn click vô đây thì bạn thay đổi cũng được nè. Phóng to thì là số 900, số lớn. Và phóng nhỏ thì số dưới ha. Và nó sẽ có cái phần phím tắt ở cái bên nè ha. Tôi đang sử dụng máy tính Mac thì nó sẽ là command 9 là lên số 900. Mà này sử dụng Windows sẽ là control ha. Còn đây là cái phím này là cái phím option. Trên máy tính của bạn là máy Windows sẽ là phím on á, A là T á, và hay đọc an đó ha, on. Rồi. Thì thông thường thì tôi chỉ sử dụng một cái là cái phím fit này thôi. Phím tắt là số F. Xin lỗi cái chữ là chữ F ha. Tôi thường sử dụng cái này rất là nhiều. Nhưng là tôi chỉ cần việc nhấn chữ F thì nó sẽ vừa cái khung màn hình của tôi fit á. Rồi, xong ha. Đó cái cách hiển thị là cái độ lớn của cái vùng viewer. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần mà độ phân giải nè. Nếu bạn chọn tỷ độ phân giải là 1:1, nghĩa là cái độ phân giải mà theo thực tế luôn. Cái video nó như thế nào thì nó hiển thị trên cái video nó y chang vậy, là tỷ lệ 1:1. Còn nếu bạn chọn những cái tỷ lệ bên dưới thì nó sẽ nhỏ hơn, nghĩa là giả sử như 1/4. Nghĩa là bạn click vào đây thì bạn sẽ thấy video bạn nó sẽ bị mờ đi ha. Bị mờ sẽ có loang lổ, giả sử tôi cho tăng lên tí thì tôi cho tăng lên 1/32. Thì bạn thấy video của bạn là nó rất là mờ ha. Nó sẽ bị răng cưa. Thì cái công dụng của cái này là dùng trong cái việc mà máy tính các bạn tương đối là yếu á, thì nó sẽ giảm cái độ phân giải xuống, thì để cho các bạn thực hiện cái việc chỉnh sửa nó đỡ mất thời gian hơn ha. Khi chúng ta chỉnh sửa, ta xem trước kết quả là đỡ mất thời gian hơn. Còn những bạn nào có máy tính mạnh thì có thể là chọn những cái độ phân giải cao hơn ở phía trên. Thông thường thì tôi chọn, khi mà tôi chỉnh sửa thì thông thường tôi chọn 1/2 hoặc 1/4 ha, cho máy tính tôi nó thực hiện cái việc mà xem trước kết quả cho nó nhanh, cho nó đỡ nặng máy. Ở đây là tùy chỉnh 2D hay là bạn có thể là tùy chỉnh hiển thị 3D. Thì những cái phần này thì chuyên sâu lắm, ta từ từ chúng ta tìm hiểu. Các cửa sổ chúng ta nhìn thôi ha. Bên trong vùng 3D thì nó sẽ có những 5-6 cái cửa sổ là trên dưới trái phải. Tương tự như những cái phần mềm ta học 3D. Còn ở đây có những cái nút phụ thêm. Những cái nút phụ này như tôi cũng nói với bạn trong cái phần 1 rồi. Tôi nói sơ thôi, xếp là cái vùng hiển thị an toàn. Ha, vùng hiển thị an toàn đây. Đó. Vùng hiển thị an toàn theo cái định dạng của bạn. Đây là phần title xếp nè. Ta sẽ đánh nội dung văn bản tiêu đề đó trong cái nội dung ô vuông màu trắng, không được đánh ra ngoài. Tại vì đánh ra ngoài thì thông thường xem những cái định dạng mà TV đề cũ thì nó sẽ bị mất ha. Action Shape và Format Center là đây. Ở tâm ta sẽ có dấu gạch. Nó nói thêm thôi, còn đây là cái cách hiển thị để che những cái tỷ lệ màn hình khác. Nếu như bạn xuất video mà dạng tỷ lệ 43 thì nó như thế này. Ha, nó sẽ bị mất hai bên thế này. Đây là cái cách mà bạn hiển thị để bạn xem trước cái kết quả thôi, chứ không phải là thực hiện cái việc mà bạn render ra kết quả cuối cùng ha. Không phải. Đây là cái cách để chúng ta xem trước, để kiểm tra trước. Nếu chúng ta thực hiện cái việc mà xuất theo tỷ lệ 43 thì nó sẽ mất hai bên như thế này ha. Mặc định chúng ta đang xuất theo tỷ lệ 16:9 là tỷ lệ màn hình rộng, square là hình vuông. Những cái tỷ lệ khác nè, tỷ lệ trong những trong rạp chiếu phim thì nó thường hay bị cắt đầu, cắt trên dưới này, tỷ lệ này ha. Còn đây là cái cách hiển thị đây, màu đen hay là màu mờ ở trên thôi, hay là đường line, đường thẳng, non là không. Rồi, trong đây nó sẽ có cái tương đối là hay là như cái này, cái RGB nè. Cái RGB này dùng làm gì? Thì tương tự như bên cái phần mà bạn chọn cái chế độ mà 1 chia những cái 1 chia phần 4, 1 chia phần 8 hay 1 chia 16 gì đó. Trường hợp máy tính chúng ta cấu hình yếu á, thì chúng ta không thể nào mà xem render 1:1 được, thì nó rất là nặng máy như thế này. Mà chúng ta phải chọn cái chế độ RGB ha. Bất kỳ cái phần mềm nào về chuyên về video thì cũng có chức năng này. Để khi chúng ta chỉnh sửa thì nó sẽ không có bị giật lắc ha. Giả sử như video này nó chỉ là độ phân giải HD thì nó sẽ rất là nhẹ. Trường hợp các bạn sử dụng những cái video mà độ giải cao như video 2K, 3K, 4K luôn, thì khi bạn thực hiện cái việc chỉnh sửa mất rất là nhiều thời gian ha. Thì chúng ta sẽ bật thực hiện chức năng này RGB ha. Thì tôi nói thêm hơi chuyên sâu một tí thôi. Đây là RGB, click vô đây.
thì cái proxy gì nó sẽ tự động giảm cái độ phân giải cái video của bạn xuống theo một cái mức nhất định. Cái mức đó đâu thì qua video sau tôi sẽ dẫn các bạn cái cách mà tùy chỉnh cái mức độ nó giảm tỷ lệ proxy là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tùy chỉnh ở bên phía dưới đây ha, proxy scale đây, thì qua video sau tôi sẽ dẫn các bạn cái proxy đó ha, tùy chỉnh chuyên sâu một tí. Rồi còn đây là những cái nhớ lưu ý ha, cái proxy này rất là hay nha. Rồi còn những cái này là những cái dùng không có gì hết, bạn cứ click vào thử thôi. Rồi không có gì hết, giờ tôi dẫn các bạn xong cái phần mà tùy chỉnh cái viewer này, các thao tác trên cái viewer này ha, cái cửa sổ viewer nè. Bạn có nhiều viewer thì nó sẽ tạo ra nhiều viewer. Hiện tại tôi đang cài viewer số 1. Bạn muốn xóa thì nhấn chữ X kế bên, nó sẽ xóa luôn cái nốt này, xóa luôn cái nốt viewer này ha. Rồi video hôm nay thì chỉ có vậy thôi. Video sau tôi sẽ dẫn các bạn chuyên về cái process setting, nghĩa là cái cài đặt của cái process ta, cái dự án của chúng ta ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.